Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở hộ trì, đón vận may bất ngờ, trúng số liên tiếp, tiền vàng chất như núi, giàu có nhất họ. Tử làm cửu vạn trên đời, việc gì cũng đến chẳng lời là bao, thân tài mang đến ước ao, từ nay Tân Dậu quyết tâm làm giàu, khởi đầu chẳng chút vấn vương, phát triển cuộc sống chẳng còn tha phương, tiền tài sánh bước bên đường, mau hương cuộc sống trông mong đây rồi. Hoan hỉ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến với Minh Đường Tử Vi. Xin kính chúc quý cô bác, anh chị ngày mới an lành, một ngày làm việc với nhiều niềm vui, may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý anh chị tuổi Tân Dậu thân mến, vận may là thứ mà ai ai cũng muốn đến với mình và vận may cũng đến bất ngờ mà chẳng thể ngờ tới. Xem tử vi khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, các thầy tử vi đã khẳng định rằng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 là con giáp may mắn nhất trong thời gian tới đây, dù trong năm xung thắng hạn. Nhưng con giáp này vẫn được phúc lộc tinh chiếu mạng, vận may liên tiếp kéo tới, tiền bạc hanh thông, Tân Dậu một bước đổi đời, sống sung sướng. Đặc biệt là cục diện tam hợp mang đến cho con giáp tuổi Tân Dậu vô cùng hanh thông, thuận lợi, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai hậu thuẫn, đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình hanh thông, quý anh chị Tân Dậu cứ yên tâm mà hốt chọn lộc trời trong những ngày tháng này. Vậy, vận trình của quý anh chị Tân Dậu sẽ ra sao? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Trước khi đi vào nội dung chi tiết của chương trình hôm nay, quý vị hãy nhấn đăng ký miễn phí kênh Minh Đường Tử Vi để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để liên tục cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ Minh Đường Tử Vi. Đặc biệt hơn nữa, nếu quý cô bác, anh chị vẫn còn thắc mắc, cần tư vấn giải đáp, thì quý cô bác anh, chị vui lòng để lại ngày, tháng, năm sinh âm lịch của mình xuống bên dưới video này. Minh Đường Tử Vi sẽ tư vấn và giải đáp cho quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin mời quý cô bác anh chị cùng đi tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay. Sự thật chấn động về 7 dấu hiệu tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, làm ăn trúng lớn, tiền vàng ùn ùn đổ về nhà, giàu như vũ bão, tiền tiêu ba đời không hết. Đôi lời Minh Đường Tử Vi xin nhắn gửi tới anh chị tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Một số bản mệnh có cái may mắn được nhàn tản mà có thành quả, số khác kém may mắn hơn, phải trải qua vất vả thì mới có được thành công. Còn riêng Tân Dậu, cái bản mệnh vào đời sớm hơn những tuổi khác một vài bước, họ luôn phải trải qua những trận chiến cam go mới có thể có được phần thưởng, luôn phải trải đủ ngược xuôi, bôn ba vất vả mới có được điều mà họ muốn mong, gọi họ là chiến binh, hay tướng lĩnh, hay những mỹ từ như người mở đường, người can trường gì đó, cũng không thể thay đổi cái bản chất cuộc đời họ, luôn cần máu, mồ hôi, nước mắt, nhiệt huyết và sự quả cảm để kinh qua từng đoạn lên xuống của cuộc đời. Lẽ dĩ nhiên, cái điều may mắn là ở chỗ, trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, nên cái khó của Tân Dậu luôn nằm trong khả năng mà họ có thể xử lý. Chỉ là lắm lúc ngẫm lại thấy cứ ở yên một chỗ thì có khi bớt chuyện, không thay đổi công việc hay chạy theo những ý tưởng xung quanh thì có khi lại giảm thiểu những mệt mỏi vần xoay. Cuộc đời của một Tân Dậu sẽ như diễn biến của một nhân vật chính trong truyện, ít có chương của sự nghỉ ngơi, lúc nào cũng có sự kiện xảy ra cần dày công xử lý. Và cuộc đời như thế sẽ tiếp tục tiếp diễn trong năm 2024 này, đổi lại, phần thưởng cũng tương xứng với những trở ngại mà họ phải vượt qua. Hiện đang trong đoạn đầu trung vận của Tân Dậu, và Tân Dậu là số ít bản mệnh có cái đỉnh nhân sinh sớm ngay trong cái tiền trung vận này. 2026 có thể coi là năm của sự an yên, khi hoài bão, ước mơ, tham vọng, gia đình, cuộc sống, thu nhập chủ động, thu nhập thụ động của Tân Dậu đều đạt đến một độ chín nếu chỉ biết cho một mình bản thân. 2026 Tân Dậu có thể nghỉ hưu non được rồi, đi ngắm nghía đất trời, hưởng thụ thiên nhiên hay sự an tĩnh tách biệt khỏi đám đông bon chen, ồn ào. Dĩ nhiên trong tuổi có chữ giáp lắm khi phải như cái áo giáp mà bảo vệ những người thân yêu, mà chăm lo những gì thân thuộc, nên khó lắm để Tân Dậu có thể chỉ biết đến bản thân. Vậy nên, 2026 có thể coi là một năm đỉnh cao gần kề để họ đáp ứng được đủ sự yêu cầu cần thiết mà bớt đi những lo toan trong cuộc đời. Và cánh cửa mở ra cái đỉnh nhân sinh trong 2026 đấy sẽ bắt đầu mở ra từ 2024 giáp thìn này. Sự thuận may của họ ban đầu chỉ chớm nở như một hạt mầm nhỏ bé, sau đó lớn dần lên từ tháng 6 âm của 2024, xuyên suốt đến tháng 1 âm của 2025 và đạt đến đỉnh rực rỡ ở năm 2026. Vậy nên, nếu bạn đang gặp khó khăn hoặc giả tâm tư đang mỏi mệt,
hoặc thế cuộc đang trắc trở vần xoay, thì hãy cứ hiểu trước khi bão lặn, mây tan, thường trời sẽ mưa to, sét động dữ dội một lần cuối. Trước khi chuyển vận sang may, thì chút tàn dư xui xẻo sẽ cố gắng kích hoạt vận hành. Nên cứ làm như bao năm nay bạn vẫn làm mỗi lúc khó khăn, đấy là trơ ra mà chiến, lì ra mà tiến, cặm cụi mà làm, chăm chỉ mà cố. Làm hết những gì có thể trong khả năng của bản thân, mệt nhoài đến mức quên cả thời gian mà cười chê vận thế bản thân may rủi. Sau đó, từ từ đợi khai vận đỏ dần ở thời điểm tháng 6 âm, một số cho đến rất nhiều tàn dư quá khứ của Tân Dậu sẽ dần được giải quyết trong thời gian này. Nó có thể là nợ xấu, có thể là những khoản vay mượn, có thể là những hợp đồng mua bán hoặc những kế hoạch dự định dang dở mà Tân Dậu từng tham gia. Nhưng kết quả không như ý, tất cả sẽ được giải quyết dần, nên không cần phải bần thần mà tiếc nuối nhiều khi. Tập trung vào hiện tại và những gì có thể làm trước mắt mới là điều Tân Dậu cần phải làm. Là một trong số bản mệnh đứng ở trong khu vực của sự cô độc, nên tuy hòa đồng, nhưng Tân Dậu sẽ luôn có một góc trống trải, cô đơn, không ai hiểu thấu. Hòa đồng tức họ không chê bai ai, ít phán xét ai, cũng tham gia hội nhóm hay các hoạt động xã hội, cũng có bạn bè, cũng có người yêu, cũng có người thương, thậm chí là vợ chồng. Nhưng cái góc trống trải có từ 2016 đấy đến giờ sẽ mãi luôn tồn tại, sẽ mãi khiến Tân Dậu không có được đủ sự sẻ chia mà bản thân họ mong muốn. Vậy nên cứ kệ nó, chấp nhận nó, coi nó là một phần không thể thiếu của bản ngã và tập trung vào công việc trong cái đoạn này. Vì đường Tân Dậu đi bao năm toàn tự lực tự cường, thì 2024, 2025, 2026 khi thời hay vận lại may, bạn cần tranh thủ mà vững mạnh nền tảng của cuộc đời mình. Tân Dậu à, người đời không ai bắt buộc phải thích ta, cũng không cần phải yêu thương ta, họ cũng sẽ không ủng hộ, không động viên hay vỗ về an ủi ta đâu. Nhưng mỗi sáng khi thức dậy nhìn vào trong gương, bạn nên yêu thương lấy chính hình ảnh được phản chiếu trong đấy, vì ngoài bạn ra, sẽ không ai yêu thương lấy chính bạn cả, không ai ủng hộ, động viên, thấu hiểu, quan tâm bạn bằng chính bản thân bạn cả. Những năm qua bạn đã làm rất tốt rồi, bạn nên cảm thấy tự hào về điều đó, dù nắng hay mưa, dù thăng hay trầm, dù thuận hay nghịch, bạn cũng đã tự mình lèo lái con thuyền cuộc đời qua những cửa gian truân. Vậy nên cái vận may thời hay trong 2024 đến 2026 là cái mà bạn xứng đáng được hưởng. Cứ tiếp tục đi, cứ kiên trì đi, cứ làm tốt đi, rồi một sớm mai quay đầu nhìn lại, bạn sẽ thấy mọi thứ đã được chuyển cảnh, rực màu, thăng hoa. Không có nhiều điều để tôi nhắn nhủ tới Tân Dậu, vì thực ra sự cô độc, sự trắc trở đã rèn tâm luyện tính cho bạn ở mức vẹn toàn trong cái đoạn này rồi. Tất cả những gì bạn đã trải nghiệm làm nên con người bạn, tất cả những gì đã xảy ra là vì nó cần phải xảy ra. Nó xảy ra để chuẩn bị cho những điều tinh kỳ, mỹ hảo mà Tân Dậu xứng đáng được hưởng sau bao cống hiến của bản thân mình, nên không cần nghĩ ngợi nhiều. Cũng chẳng phải lo ngại lắm, cứ nhẹ nhàng mà tận hưởng cái đoạn dịu dàng của thời thế, an hòa của vận may và làm liền tay những gì bạn mong mỏi nhé. Quý anh chị thân mến, những người sinh năm Tân Dậu thuộc nạp âm hành mộc do can Tân mạng kim ghép với chi Dậu mạng kim, tạo nên một Tân Dậu thận trọng, sắc sảo, thẳng thắn, cương nhu tùy lúc, gặp thời biến hóa như rồng. Những người tuổi Tân Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì với những ai không theo kịp nhịp độ của họ. Do họ quá thật thà, thẳng thắn, nên đôi khi không để ý đến cảm giác của người khác. Thực tế, những người tuổi Tân Dậu lại là những người rất phức tạp và có đôi chút phù phiếm. Đặc biệt, họ là những người dí dỏm, tràn trề sức sống. Những người tuổi Tân Dậu thường có xu hướng tỉ mỉ, chi tiết và cầu toàn. Họ cũng có thể là những nhà quản lý giỏi. Đối với những người cầm tinh con gà, vị trí của họ trong cộng đồng là hết sức quan trọng. Vì thế họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình, chậm rãi mà có phương pháp. Hầu hết người tuổi Tân Dậu đều quản lý tài chính trong gia đình. Họ tính toán tỉ mỉ, biết cân bằng thu chi. Họ rất coi trọng tay hòm chìa khóa, tính toán rất cẩn thận mỗi việc phải làm và cũng rất quý trọng thời gian của mình. Tất cả những người tuổi Tân Dậu đều rất cẩn thận trong mọi việc, là người cầu toàn. Họ rất nhạy cảm với những vấn đề có tính lý luận mạnh mẽ. Khi xử lý bất kỳ vấn đề gì đều thực hiện sau khi đã phân định rõ ràng kế hoạch. Đối với những người làm việc không theo quy tắc, họ sẽ cảm thấy khó hiểu. Tuổi Tân Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Tân Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Tuổi Tân Dậu dễ nhìn thấy những sai lầm, khuyết điểm của người khác, nhưng họ lại ít thừa nhận những thiếu sót của mình. Họ đề cao giá trị của bản thân và hài lòng với những lời tán dương, khen thưởng. Cũng bởi tính cách này mà đôi khi tuổi Tân Dậu bị kẻ xấu tung hô, lợi dụng, hãm hại mà không hay biết. Khi làm việc,
Những người tuổi Tân Dậu thường đi theo những khuôn mẫu quen thuộc, ít sáng tạo, vì thế trong nhiều tình huống bất ngờ, họ lại khá lúng túng và thiếu quyết đoán. Nam giới tuổi Tân Dậu có vẻ bề ngoài hào hoa, phong nhã, thu hút được sự chú ý của nhiều cô nàng. Họ là những người rất mạnh mẽ, sống có mục tiêu rõ ràng và luôn cố gắng hoàn thành giấc mơ tiền bạc, địa vị của mình. Tuổi Tân Dậu nổi bật trước đám đông bởi tài khéo ăn, khéo nói của mình, họ giỏi trong việc thuyết phục mọi người. Nếu có ai ngoan cố phản bác lại ý kiến của tuổi Tân Dậu, họ sẽ tranh luận đến cùng để chứng minh rằng mình đúng. Đôi lúc, sự cố chấp, bảo thủ của họ khiến mọi người không đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện. Khi gặp phải khó khăn, tuổi Tân Dậu tự xây dựng niềm tin cho mình để vượt qua gian nan. Thử thách, họ cần có sự ủng hộ, động viên của mọi người để làm động lực cho chính mình. Những người này sống tự lập và hiếm khi nhờ cậy, dựa dẫm vào ai khác. Người tuổi Tân Dậu không quá quan tâm đến tiền bạc và là mẫu người có tinh thần tự lập cao. Họ luôn biết trân trọng những gì đã đạt được và biết vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn lên. Tính cách này có thể mang đến cho họ sự phù hợp khi bước chân vào lĩnh vực chính trị. Bên cạnh đó, họ còn là người có tư duy nhạy bén và lòng dũng cảm. Nếu hoạt động ở lĩnh vực an ninh, quân đội, họ sẽ mau chóng được đề bạt lên chức vụ cao. Ngoài ra, người tuổi Tân Dậu còn có thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai, ưa thích các hoạt động thể thao, nếu trở thành vận động viên cũng rất phù hợp với họ. Đa số tuổi Tân Dậu là người khá cầu toàn, do đó, họ luôn đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân cũng như với người xung quanh. Thế nhưng, họ thường hành động theo một khuôn thức định sẵn trong tư duy khi giải quyết một vấn đề nào đó. Vì tính cách cứng nhắc này, khi gặp những vấn đề mới ngoài dự kiến, họ đều lúng túng, thậm chí không xử lý được. Tuy nhiên, nếu biết linh hoạt, mềm dẻo khi nhìn nhận và giải quyết vấn đề, thì công việc của họ sẽ tiến triển thuận lợi hơn. Tận tụy, tích cực và chăm chỉ làm việc là hai đặc điểm của người tuổi Tân Dậu, giúp họ thành công trong sự nghiệp. Chăm chỉ trong công việc và lòng nhiệt tình giúp đỡ người khác. Cũng vì điều này, người tuổi Tân Dậu luôn được mọi người yêu mến, với óc sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, biết định hướng cho tương lai, thái độ làm việc nhiệt tình, chu đáo. Người tuổi Tân Dậu luôn đi trước người khác một bước trong mọi việc. Cũng chính vì những ưu điểm đó mà tuy có tài nghệ thuật, âm nhạc, văn học, nhưng rất ít người tuổi Tân Dậu hứng thú khi theo đuổi những ngành nghề này. Làm việc với những người tuổi Tân Dậu, bạn sẽ luôn trong tình trạng phấn đấu, nỗ lực hết mình, bởi những người này rất cầu toàn, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến họ không ưng ý. Điểm yếu duy nhất của tuổi Tân Dậu khi làm việc đó là quá do dự, thiếu quyết đoán, điều đó khiến cho họ bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để phát triển sự nghiệp của mình. Những người tuổi Tân Dậu phù hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể, bởi đôi lúc họ bảo thủ, cố chấp, không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai, điều đó khiến cho tuổi Tân Dậu bị tụt lại phía sau khi đi ngang hàng với đồng nghiệp của mình. Tuổi Tân Dậu sống rất tình cảm, nhưng họ lại dễ bị cô lập với người khác, kể cả với những người thân trong gia đình. Những người này tài lộc dồi dào, thịnh vượng, nhưng cần chú ý những vấn đề về sức khỏe, cuộc đời họ không phẳng lặng, bình yên như mọi người nghĩ. Để có được cuộc sống sung sướng, ổn định, tuổi Tân Dậu đã trải qua rất nhiều gian nan, thử thách, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Tân Dậu là những người có ý chí, quyết tâm vững vàng, họ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ điều gì, càng về sau tài lộc càng dồi dào, không lo thiếu thốn về tài chính. Tuổi Tân Dậu là những người độc lập, luôn tự mình giải quyết công việc, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, ngựa có thể hóa kỳ lân, rắn có thể hóa rồng, con gà luôn có thể hóa phượng. Trong cái đoạn trung vận cuối năm này, sẽ rất phí nếu Tân Dậu không làm, sẽ rất uổng nếu Tân Dậu không cố, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Là lúc cung mệnh cuộc đời rộng mở, tập trung khảm nạm vào sự nghiệp tựu thành, tội gì không chiến, tội gì không đấu, tội gì không hiện thực hóa những ý tưởng của chính mình. Cuộc đời Tân Dậu đoạn này sẽ như gà chuyển màu hóa phượng, hót một âm vang vọng tinh không rộng lớn, sống cuộc đời hưởng thụ mà gà này luôn truy cầu muốn mong. Tuy tiền không mua được hạnh phúc, tiền là công cụ, nhưng với Tân Dậu, công cụ này có thể bảo hiểm cho toàn bộ những quan tâm trong cuộc đời. Nếu đã nghĩ đủ, vậy thì chiến thôi, theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì của tuổi Tân Dậu. Đường công danh, sự nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, hanh thông hơn hẳn, nhờ nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, công việc có tiến triển đáng kể, thành tựu gặt hái khả quan, đây cũng giúp bạn có thêm động lực để tìm hiểu, bổ sung thêm kiến thức mới, để công việc có thêm nhiều thăng tiến dễ dàng hơn. Công việc có nhiều thuận lợi, cũng không tránh khỏi những áp lực và khó khăn không tránh khỏi, nhưng nhìn chung, bạn vẫn có thể xử lý đâu vào đó. Qua đó thêm phần khẳng định năng lực, nhờ vào kinh nghiệm mà bạn đã tích góp được bấy lâu nay và được cấp trên đánh giá cao. Ở thời điểm này, những chú gà sẽ cảm nhận khá rõ khối lượng công việc tăng lên,
thách thức là không nhỏ, cạnh tranh cũng không ít, đòi hỏi con giáp này phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với mọi tình huống xảy đến. Nhưng đây đồng thời cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ được vai trò, khẳng định được chỗ đứng của mình trong tập thể. Xét về đường tài lộc, trong tháng có dịch mã động tinh mang tới nhiều cơ hội kinh doanh, buôn bán, thu về nguồn lợi nhuận ào ào đổ về túi. Hứa hẹn nguồn dư giả để ra không ít, bản mệnh có thể phải đi xa để lo việc làm ăn, nhưng bù lại thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Bạn không còn phải lo lắng về cái Tết bánh chưng thiếu nhân nữa, tuy nhiên trong đầu tư kinh doanh, bạn cũng nên cân nhắc kỹ càng trước những quyết định của mình. Có thể sẽ có đôi chút trục trặc và trở ngại nhất định trong quá trình đó, nhưng vượt qua được thì cả chân trời mới đang chờ đợi bạn trước mắt. Chuyện tình cảm ngày càng có những khởi sắc tốt đẹp, người độc thân vượng vận đào hoa, đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy mảnh ghép cho cuộc đời mình. Các cặp đôi có đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đình êm ấm, hạnh phúc dài lâu. Sức khỏe của con giáp này có thể gặp một số vấn đề về suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, chạy đôn chạy đáo lo chỗ này chỗ kia, chỉ cần chú ý tịnh dưỡng cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống tiết chế và khoa học, phòng tránh bệnh cũ tái phát. Tiếp theo sau đây là chi tiết từng phương diện của tuổi Tân Dậu khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi thấy rằng, vận trình của con giáp này có chuyển biến tích cực, nhất ở phương diện công việc, sự nghiệp, cát khí lan tràn, bản mệnh làm gì cũng thấy hanh thông hơn hẳn. Trong thời gian tới, bản mệnh có cơ hội tiếp xúc với một vài lĩnh vực mới. Nếu cảm thấy hứng thú, bạn có thể học hỏi thêm, rất có lợi cho bước đường phát triển trong tương lai. Nhờ có sự che chở của Nguyệt Lệnh Lâm Trường Sinh, vận khí hanh thông, mưu sự có cảm giác khá dễ dàng, không cần phải hao tâm khổ tứ nhiều mà vẫn đạt hiệu quả như mong đợi. Dù mọi thứ không phải trơn tru từ đầu tới cuối, khó tránh khỏi những áp lực và khó khăn nhất định, nhưng nhìn chung với ý chí kiên cường, bản tính cầu tiến, quyết tâm của bản mệnh vẫn có thể xử lý đâu vào đó, tự thân tháo gỡ được vấn đề. Qua đó thêm phần khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao, các vị trí cao được cấp trên đề bạt bạn là rất lớn, hãy nắm bắt cơ hội hiếm có này nhé. Ở thời điểm này, những chú gà sẽ cảm nhận khá rõ khối lượng công việc tăng lên, thách thức là không nhỏ, thêm vào đó. Cũng có nhiều người ghen tị với thành quả bạn đạt được, đòi hỏi con giáp này phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với mọi tình huống xảy đến. Nhưng đừng rối trí, hãy bình tĩnh giải quyết mọi việc, đây đồng thời cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ được vai trò của mình trong tập thể. Có thể nói, bản thân Tân Dậu đã dự tính được những bận rộn mà bản thân cần phải đối mặt và xử lý trong thời gian này, vì thế mà bạn luôn cố gắng lãng phí năng lượng, thời gian vào những việc không cần thiết, thay vào đó là tập trung vào việc quan trọng của mình để không khiến dở dang mọi việc. Đây cũng là tháng thích hợp để làm việc lớn, vậy nên những ai có kế hoạch thay đổi công việc hoặc có ý tưởng làm việc mới thì nên tận dụng thời gian này để triển khai. Các thần xuất hiện dẫn dắt nhiều cơ hội để bạn có thể giành thắng lợi trong công việc, bên cạnh đó cũng có nhân chỉ đường dẫn lối, giúp bạn đi đến thành công ngoài mong đợi. Hãy tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra, dù có khó khăn trước mắt nhưng đừng ngại ngùng bước qua, nếu cần, bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Với người làm ngành nghề tự do hoặc kinh doanh, buôn bán, công việc tiến hành thuận lợi, đạt kết quả khả quan, người mua, người bán nườm nượp, có điều. Vì dịch mã động tinh xuất hiện, bạn sẽ khá vất vả với đống hàng hỗn độn của mình, thành quả mà bạn đạt được không hề dễ dàng, phải đổ bằng mồ hôi công sức mới có được. Tử vi tài lộc. Xét về đường tài lộc của người tuổi Tân Dậu trong tháng này, bản mệnh chịu tác động mạnh mẽ từ dịch mã động tinh, nên tài vận có khá nhiều biến động, rất may là đa phần đều theo chiều hướng tích cực, thu về cũng không nhỏ, nhưng tiền ra cũng không ít. Lại thêm thiên tài chiếu mệnh, người người làm kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ ràng nhiều cơ hội làm giàu đến với mình hơn. Sẵn tính tháo vát và sự nhạy bén vốn có, cộng thêm quý nhân dẫn dắt, nên cơ hội tích trữ tiền bạc ở thời điểm này không phải là nhỏ. Tuy nhiên, bạn cũng đừng ôm đồm quá nhiều việc vào người, chân trong chân ngoài rồi tới lúc lại ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc, vẫn vất vả tốn thời gian và công sức mà thành quả thu về chẳng được bao nhiêu. Nhất là đối với những ai chăm chỉ tìm kiếm các cơ hội thì lúc này bắt đầu được hưởng lợi. Không những thế, có người may mắn được hỗ trợ, người có kinh nghiệm truyền cho họ bí quyết kiếm tiền. Việc đầu tư trong tháng dễ sinh lời cao, có thể thử sức để tăng thêm thu nhập. Có thể sẽ có đôi chút trục trặc và trở ngại nhất định trong quá trình đó, nhưng vượt qua được thì cả chân trời mới đang chờ đợi bạn trước mắt. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định tài năng, điều đó đồng nghĩa cơ hội thăng chức và tăng lương, hứa hẹn sẽ có những cơ hội thăng hoa.
mang đến nhiều thành quả đáng mong đợi cho bạn đấy. Nếu cơ hội đến, hãy mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn và phù hợp với năng lực của mình, tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao đấy. Tử vi tình duyên. Xem tử vi đường tình duyên tuổi Tân Dậu thời gian này có điểm báo tin vui trong chuyện tình cảm. Dù là người độc thân hay người đã có đôi, đã lập gia đình, đều có thể đón nhận tin vui khi hỉ khí lan tràn. Dịch mã động tinh cũng cho thấy khoảng cách giữa những đôi yêu xa không khiến cho tình cảm bị phai nhạt. Dường như đây là khoảng thời gian thử thách để bạn và đối phương hiểu rõ lòng nhau, biết được tình cảm thực sự chân thành là như thế nào. Các cặp vợ chồng có thể đang trải qua giai đoạn bình ổn, lặng lẽ đến mức chán ngán. Bạn có thể thử đổi gió bằng việc tham gia những chuyến du lịch ngắn ngày, nấu những bữa ăn thân mật, cùng gia đình thêm phần gắn kết. Có thể thử xa nhau trong thời gian ngắn để có cảm giác nhung nhớ như buổi ban đầu, tuy nhiên cũng đừng xa quá lâu nhé. Tử vi sức khỏe. Theo dõi tử vi Tân Dậu về sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này nhìn chung không có gì đáng lo ngại, song điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan với cơ thể mình. Do công việc nhiều hơn, lại thường xuyên phải di chuyển nhiều, con giáp này có thể gặp một số vấn đề về suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, chạy đôn chạy đáo, lo chỗ này chỗ kia. Biểu hiện rõ ràng nhất là bản mệnh lúc nào cũng thấy thiếu ngủ, cơ thể mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống, ăn không ngon, ngủ không yên. Đừng để điều này xảy ra trong thời gian dài nhé, stress rất có hại cho sức khỏe của bạn đấy. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống tiết chế và khoa học, phòng tránh bệnh cũ tái phát thì những cảm giác khó chịu đó sẽ nhanh chóng biến mất. Quý vị thân mến, nếu tâm linh của con người thanh tịnh, không vấy bẩn thì dẫu thân lâm vào cảnh khốn cùng, trong lòng cũng chẳng ưu phiền. Trái lại, khi tâm linh của một người bất an, lo lắng thì dẫu mỗi ngày tĩnh tu nơi rừng sâu núi thẳm, cái tâm kia cũng sục sôi như đang ở giữa chốn phố xá sầm uất, chẳng thể an yên. Bởi vậy, cảm thấy vui vẻ, may mắn hay không, phúc khí có đến hay không là do tâm của mình quyết định. Hết thảy những phiền não của con người, phần lớn đều là lo chuyện được mất hoặc canh cánh trong mình một sự tình nào đó, cuộc đời sống thế nào. Xét cho cùng cũng là tự mình định đoạt, không ai có thể ngăn một người cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tự do tự tại. Lại càng không một ai có thể giới hạn niềm hạnh phúc trong lòng người. Bởi vậy, đối diện với hết thảy sự tình trong cuộc sống bằng tâm thái bình thản mới là cách lựa chọn tốt nhất. Dưới đây là 6 điều cần lĩnh hội để có được tâm thái bình thản và khởi đầu một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. 1. Chớ than phiền, oán trách cuộc sống. Một người thường xuyên than phiền, phàn nàn rằng cuộc sống bất công, ông trời không có mắt, sẽ cảm thấy vô cùng ngột ngạt và mệt mỏi, phúc khí tự nhiên cũng tiêu biến. Mạnh Tử giảng, khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở, nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi, như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy. Bởi vậy, khi đối mặt với khó khăn trong đời, thay vì than phiền, trách móc hay ngã lòng, thối chí, hãy nghĩ rằng khó khăn là nấc thang giúp con người thăng hoa. Con người thường mơ mộng về những điều tươi đẹp ở một nơi rất xa, nhưng lại quên mất rằng chúng đang ở ngay bên cạnh mình. Rằng niềm vui và hạnh phúc kỳ thực rất giản đơn, chúng hoàn toàn có thể được điều chỉnh bởi tâm thái của mỗi người. Mùa xuân có trăm hoa đua nở, mùa thu có ánh trăng, mùa hạ có gió mát, mùa đông có tuyết rơi, nếu trong tâm không lo phiền, đó mới là tiết trời đẹp nhất. 2. Chớ ham muốn vật chất vô độ. Ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng chỉ một đấu, điện đài ngàn gian, đêm nằm cũng chỉ tám thước, chim tiêu liêu làm tổ trong rừng chỉ cần một nhánh cây, chuột chũi uống nước sông cũng chỉ cần đầy bụng, giữ mình không tham lại thường an ổn, tranh đoạt của người ắt sẽ thiệt thòi. Sử học gia thời nhà Tống, Tư Mã Quang viết rằng, quân tử mà ham muốn nhiều thì sẽ trọng vật chất và lạc sang đường tà. Kẻ tiểu nhân tham dục thì sẽ vì truy cầu phú quý mà tán ra bại sản và mất mạng. Một người luôn theo đuổi những vật phẩm xa hoa, tiêu xài vô độ. Phải biết rằng lòng tham và dục vọng của con người giống như đáy biển chẳng thể lấp đầy. Người tham lam dẫu tiền tài như nước, có được mọi thứ trong tay, mãi mãi cũng không cảm thấy thỏa mãn. Một người mà lòng tham vô độ thì vĩnh viễn chẳng thể tìm được sự bình an và hạnh phúc trong tâm. Đêm ngày chỉ lo tranh đoạt lợi ích thiết thân, người thân, bạn bè ắt cũng dần dần rời xa họ. 3. Chớ mải miết sống với quá khứ. Thời gian không như tiền bạc, chẳng thể để dành, lại càng không thể hoang phí. Thời gian như dòng sông, một đi không trở lại. Nhiều người thường ôm giữ những chuyện trong quá khứ mà không thể vượt thoát. Họ không suy nghĩ tới ngày mai, không biết ngày mai sẽ đi đâu về đâu. Một người quá luyến tiếc những chuyện xưa cũ của ngày hôm qua, sẽ không thể thấy được ánh bình minh của ngày mai.
họ cũng không thể lĩnh hội được những điều tuyệt vời của hôm nay. Lãng quên hy vọng thì những điều may mắn, tốt đẹp sao có thể đến bên được. Hãy cất giữ những mất mát và niềm vui trong quá khứ như một món quà, giúp ta trưởng thành và hạnh phúc hơn trong hiện tại và tương lai. 4. Chớ quên bồi đắp năng lực bản thân. Cổ nhân giảng, trong phúc có họa, trong họa có phúc, sông có khúc, đời có lúc. Đối với một cá nhân mà nói, càng lúc thuận buồm xuôi gió, yên ổn, lại càng phải chú ý không phóng túng bản thân, càng phải nên nghĩ tới lúc gian nguy. Trong cuộc sống của mỗi người, nhất định sẽ ít nhiều xảy ra những biến cố này khác. Một khi biến cố xuất hiện, nếu bản thân không có cách ứng phó, ắt sẽ rất khó vượt qua, thậm chí còn lưu lại hối tiếc cả một đời. Trong gia đình, ngoài xã hội, hễ mâu thuẫn xảy ra đều cần có cách xử lý, hóa giải, tránh làm tổn thương đến mỗi thành viên. Như vậy mới được coi là một người có năng lực, một người luôn nỗ lực bồi đắp bản thân thì sẽ tìm được cách hóa giải những nguy cơ xảy đến. 5. Chớ so sánh mình với người khác. Vạn sự vạn vật trong đại tự nhiên, mỗi chủng, mỗi loài, mỗi cá nhân đều mang một dáng vẻ và những đặc tính riêng. Tây Lư nói, hòn ngọc bích đem dệt cười không tiện bằng hòn ngói, hạt châu đem làm đạn bắn chim thì không tiện bằng viên đất, ngựa kỳ ngựa quý ngày chạy nghìn dặm, nhưng cho bắt chuột thì không nhanh bằng con mèo, thanh gươm quý đem mà khâu dày thì không tiện bằng cái rùi, chim bay trên trời, cá lội dưới nước, có cây đại thụ vững chãi, cũng có những mầm cỏ biếc mong manh, xanh dập chân trời, con người cũng vậy. Mỗi người sinh ra mỗi cảnh, mỗi nghề, ai nấy đều giữ một vị trí nhất định trong xã hội. So sánh về chức vị, thu nhập, hoàn cảnh gia đình, rồi tự dằn vặt, đau khổ, ghen ghét, đố kỵ thì có ích chi, cuộc sống đó vẫn là của người khác. Còn người bị tổn thương lại là chính mình, đừng so sánh quá nhiều, hãy đặt tâm vào việc tu dưỡng bản thân, làm tốt việc của mình, thành công sẽ tự tìm đến. Đạo gia giảng, mỗi người là một tiểu vũ trụ, vậy nên chớ tự coi nhẹ bản thân mình. Hãy sống với một tâm thái bình thản, khám phá những điều bí ẩn trong sinh mệnh của bản thân. Sẽ có rất nhiều điều thú vị đón đợi bạn ở phía trước. 6. Chớ dè sẻn tình yêu thương. Cổ nhân coi trọng chữ nhân, tức là sự nhân ái, lòng yêu thương. Trong thuyết văn giải tự có bình về chữ nhân là thiên địa chi sinh, tối quý giả dã, ý nói lòng nhân từ là điều quý giá nhất, là giá trị cốt lõi bên trong mỗi con người. Một người khuyết thiếu tình yêu thương, ích kỷ, hẹp hòi, chỉ quan tâm đến bản thân thì rất khó lòng bao dung người khác. Khi không thể bao dung, sẽ thường xảy ra mâu thuẫn và cãi vã với mọi người xung quanh, cơ hội và phúc khí cũng không ở lại bên người này. Ngược lại, một người luôn mang trong mình tình yêu thương thường rộng lượng và nhẫn nại, cảm thông trong các quan hệ xã hội như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Người như vậy sẽ có một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Họ luôn tỏa ra một sức hút kỳ lạ, hấp dẫn những người xung quanh, phúc khí và những điều may mắn cũng sẽ tìm đến với họ. Francis Bacon, một tiểu thuyết gia người Anh từng nói, trong tâm người biết trân quý người khác có dáng chiều, có ngọc trai và hoa thơm quanh năm suốt tháng. Người khinh miệt người khác trong tâm băng kết dày như thành trì, bốn biển đều khô kiệt, rừng rậm trở nên hoang vu. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.